Cô chào các em học sinh khối 1. Cô là Phương Thủy. Trong tiết học toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em các bước để giải bài toán có lời văn qua bài Giải toán có lời văn. Trước khi bước vào tiết học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị sách toán, vở tự học và đồ dùng học tập, gồm bút mực, bút chì, gôm và thước. Nếu cần thời gian để làm bài, các em hãy nhờ ba mẹ hoặc là anh chị của mình bấm tạm dừng đoạn phim này, sau đó mở lại để cùng cô sửa bài nha. Các em hãy quan sát tranh và lắng nghe cô đọc bài toán. Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Bây giờ cô muốn các em hãy đọc thầm lại bài toán một lần nữa. Sau khi đã đọc xong đề toán, các bạn hãy cho cô biết bài toán cho biết gì? Để xem câu trả lời của cô có giống với các bạn không nhé. Bài toán cho biết nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi nhà An có tất cả mấy con gà. Cô có lời khen các bạn nào đã trả lời đúng. Ta có thể tóm tắt bài toán như sau: có 5 con gà, mua thêm 4 con gà, có tất cả 3 chấm con gà chấm hỏi. Các bạn hãy cùng cô đọc lại tóm tắt nhé. Có 5 con gà, mua thêm 4 con gà, có tất cả 3 chấm con gà chấm hỏi. Muốn biết nhà An có tất cả bao nhiêu con gà, chúng ta hãy cùng nhau giải bài toán này bằng 3 bước. Bước 1, viết lời giải. Bước 2, viết phép tính kèm đơn vị. Bước 3, viết đáp số. Các bạn nhắc lại cùng cô nhé. Giải bài toán có lời văn, chúng ta thực hiện 3 bước. Bước 1, viết lời giải. Bước 2, viết phép tính kèm đơn vị. Bước 3, viết đáp số. Quay lại với bài toán ban đầu. Để viết được lời giải, chúng ta cần dựa vào câu hỏi của bài toán. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Cô sẽ sử dụng thước và bút chì để gạch bỏ các từ dùng để hỏi, gồm từ hỏi, từ mấy và dấu chấm hỏi. Tiếp đến, cô dùng dấu ngoặc đơn để khóa phần đơn vị của bài toán, đó là từ con gà. Phần còn lại của câu hỏi chính là lời giải. Các em hãy chú ý cách viết lời giải nha. Số con gà, nhà An có tất cả là. Lời giải được bắt đầu bằng từ số kèm với đơn vị, tiếp đến là phần còn lại của câu hỏi, và cuối cùng là từ là, dấu hai chấm. Bước 2, viết phép tính. Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà, ta thực hiện phép tính cộng. 5 cộng 4 bằng 9, kèm với đơn vị con gà. Đơn vị được viết trong dấu ngoặc đơn. Bước 3, đáp số. Đáp số chúng ta sẽ ghi lại kết quả của phép tính vừa thực hiện, 9 con gà. Và lần này đơn vị không đặt trong dấu ngoặc đơn nữa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách trình bày bài giải trong vở. Lề đỏ lùi vào hai ô, ta viết lời giải. Ba ô, viết phép tính. Các em chú ý khoảng cách giữa các số và dấu. Năm ô, viết đáp số. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách trình bày và giải một bài toán có lời văn. Các em lưu ý, khi thực hiện giải bài toán có lời văn, chúng ta cần nhớ các bước sau. Bước 1, đọc và phân tích bài toán. Bước 2, viết lời giải. Bước 3, viết phép tính kèm đơn vị.
Và bước 4, viết đáp số. Các em nhắc lại cùng cô nhé. Để giải một bài toán có lời văn, chúng ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1, đọc và phân tích bài toán. Bước 2, viết lời giải. Bước 3, viết phép tính kèm đơn vị. Bước 4, viết đáp số. Để thay đổi không khí, chúng ta hãy cùng thư giãn bằng một bài hát nhé. Bài hát thật là vui nhộn phải không các em? Thông qua bài hát này, muốn nhắc nhở chúng ta hạn chế đến những nơi đông người và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng ít nhất 30 giây để đảm bảo sức khỏe các em nhé. Để củng cố lại kiến thức vừa học, chúng ta hãy cùng nhau làm thêm một bài tập nữa nhé. Cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 117. Anh có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy quả bóng? Các em hãy tạm dừng đoạn phim để đọc lại bài toán một lần nữa. Sau đó sử dụng thước và bút chì để phân tích bài toán nhé. Nào, chúng ta cùng phân tích bài toán. Bài toán cho biết An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Bài toán hỏi hỏi cả hai bạn có tất cả mấy quả bóng? Chúng ta đến với bài giải. Lần này, các em lại tiếp tục thử sức mình bằng cách tự giải bài toán, sau đó cùng cô sửa bài nhé. Sau khi phân tích xong bài toán, chúng ta tiếp tục với 3 bước còn lại để giải bài toán. Bước 1. Viết lời giải. Số quả bóng cả hai bạn có tất cả là. Bước 2. Viết phép tính 4 cộng 3 bằng 7 quả bóng. Các em lưu ý đơn vị viết trong dấu ngoặc đơn. Và bước cuối cùng, đáp số 7 quả bóng. Cô có lời khen các em đã tự hoàn thành bài làm của mình. Tiết học đến đây là kết thúc. Để ghi nhớ bài học tốt hơn, các em có thể làm thêm bài tập ở sách giáo khoa trang 118. Và các em ơi, trong thời gian này, các em ở nhà nhớ vâng lời ông bà cha mẹ, ăn uống đầy đủ và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.